Chào các bạn, hôm nay tôi hoàn thiện tiếp kim tự tháp xá lợi dành tặng cho mọi người. Nên bạn nào là muốn được tặng thì nhanh chân nhé, không là đến lúc hết thì lại bảo là sao em không được tặng, đúng không? Đấy. Đây là ngài Tu Bồ Đề. Trên này là xá lợi của ngài Tu Bồ Đề. Tôi không có cái mới dọn nên lại để đâu mất cái ấy rồi, để đâu mất cái gọi là kính lúp nên không thể nhìn được. Đây, kim tự tháp ngọc xá lợi zoom to lên thì cái này không nhìn được. Nó phải có kính lúp để nhìn cơ. Đấy, ở đây nhìn trong trong đẹp. Bên dưới thì dùng màu đen vì nhà bạn ấy cả hai người đều hành thủy, và cũng để cho nó nổi hơn cái xá lợi của ngài Tu Bồ Đề. Một mặt thì vẫn để tấm kim tự tháp màu xá lợi, mặt này vẫn để tấm năng lượng này, nó hỗ trợ về năng lượng. Và bây giờ thì ở bên dưới thì tôi cho thêm luôn cả cái đồng hoa mai cho nó mạnh thêm và nó cũng đẹp hơn. Đấy. Bình thường thì xá lợi các bạn đo, các bạn sẽ thấy là nó cũng chỉ khoảng như đá quý được khoảng 45-60, đúng không? Nhưng mà khi cho vào kim tự tháp kết hợp với linh phù, tấm năng lượng mai hoa và các loại đá thì nó cũng sẽ có năng lượng cực kỳ mạnh. Nó cũng rất là mạnh, tại vì đưa lên là nó quay. Đúng không? Đây này. Đấy. Tất nhiên nó quay không thể mạnh được như cái sinh cơ rồi, nhưng tuy nhiên là rất là mạnh rồi. Và các bạn có thể chiêm ngưỡng mà không sợ làm mất, làm hỏng, đúng không? Còn để trong cái hộp bình thường giống kiểu này là nhìn rất là khó, nhìn nó không